Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Pharmex đã có buổi làm việc với đại diện công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines về việc mở đường bay Đà Lạt - Hà Nội. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và đơn vị liên quan. Để đường bay Đà Lạt - Hà Nội hoạt động có hiệu quả, công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines đề nghị tỉnh Lâm Đồng và đơn vị liên quan có các cơ chế hỗ trợ về công tác truyền thông trong năm đầu tiên khai thác và giới thiệu địa điểm để công ty mở văn phòng đại diện tại thành phố Đà Lạt. Theo dự kiến, tuyến bay Đà Lạt - Hà Nội đầu tiên của Jetstar Pacific Airlines sẽ chính thức khai trương vào ngày 1 tháng 6 năm 2015. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Pharmex thống nhất tạo điều kiện cho công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines thiết lập chuyến bay Đà Lạt - Hà Nội và khẳng định tỉnh Lâm Đồng sẽ có sự hỗ trợ ban đầu để đảm bảo đường bay hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ xem xét việc hỗ trợ hoạt động quảng bá đường bay, ban ngành liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ nhằm tạo điều kiện để Jetstar Pacific Airlines triển khai hiệu quả đường bay Đà Lạt - Hà Nội trong thời gian tới. Được biết, Jetstar Pacific Airlines là hãng hàng không hoạt động theo mô hình hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Thời gian qua, Jetstar Pacific Airlines luôn hoạt động có hiệu quả và không ngừng tăng tần suất bay trên các tuyến bay nội địa và quốc tế.